Xin chào các bạn, đây là cây rau mùi tây, mùi tàu. Có nơi thì có người thì gọi là mùi tây, có người thì gọi là mùi tàu các bạn nhé. Đó, cây của nó đây này, lá nó dài và hai bên nó có răng cưa. Đấy, và đây là cái nụ, cái hoa của nó, cái nụ của nó sắp chuẩn bị nở đây này các bạn này. Và đây là cái hoa của nó đã nở rồi đây này các bạn này. Đấy, mình quay cho các bạn xem mặt lá trước, mặt lá sau và thân cây. Cái cây này thì nó là một loại cây gia vị rất là quen thuộc đối với người dân chúng ta. Ai ai cũng có thể biết được, nhưng mà biết được cái cây này và biết được cái gia vị của nó. Nhưng để mà nói là biết được cái bài thuốc cực kỳ hiệu nghiệm do từ cây này mà ra là chữa cái bệnh ho, bệnh hen, khản đờm đặc của cái hậu Covid và trong giai đoạn Covid thì cũng có người biết, cũng có người không. Và hôm nay mình chia sẻ cái video này, nếu như bạn nào mà biết rồi thì cũng bỏ qua, và bạn nào mà chưa biết thì hãy lưu lại và nhớ cho mình, và cũng mong các bạn hãy áp dụng luôn cái bài thuốc này để làm sao cho chúng ta chữa được cái bệnh ho hen, khó thở trong giai đoạn Covid và hậu Covid nha các bạn nhé. Để tránh được cái triệu chứng gọi là trắng phổi này, rỗ phổi này, xẹp phổi do bị ho khi bị Covid nha các bạn nhé. Đấy, đây là cây mùi tàu. Khi các bạn thường thường là các bạn ăn sử dụng cái rau mùi tàu này để làm gia vị á, thì các bạn chỉ lấy nguyên cái phần lá này thôi đúng không ạ? Nhưng cái bệnh ho hen và khản đờm đặc này á, chữa đờm thì các bạn hãy dùng cả rễ của nó nha các bạn nhé. Các bạn hãy dùng cả rễ của mình, hôm nọ là nó dày đặc mà tốt lắm là tốt. Nhưng mình đã sử dụng và đã thí nghiệm, nhiều người khỏi, rất là nhiều người khỏi và là cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Có những người dùng đủ các loại thuốc nọ thuốc kia, rồi cũng dùng cả chanh đào mật ong, rồi thì hoa đu đủ đực hấp mật ong, rồi các kiểu, tóm lại là các bạn ấy dùng rất là nhiều nhưng không khỏi. Xong đến khi dừng lại ở cái cây rau mùi tàu này thì lại cực kỳ hiệu nghiệm, lại khỏi. Và hôm nay mình sẽ quyết định chia sẻ với các bạn cái bài thuốc này. Mong các bạn hôm nay xem video thì bạn nào biết rồi thì thôi, mà bạn nào chưa biết thì các bạn hãy lưu lại và nhớ, và các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ, và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng cụ thể nhé. Cái rau mùi tàu này bây giờ chúng ta hãy nhổ cả gốc cả rễ nhé các bạn nhé. Và đây các bạn ơi, mình đã nhổ một nắm, chỉ cần mấy cây này thôi, cả gốc cả rễ. Đấy, và mình đã rửa sạch, mình cho vào mình rửa lại nhé. Rửa xong bắt đầu mình vẩy khô cho ráo nước đi. Rửa thật sạch. Cho vào vòi nước rửa thật sạch nhé các bạn. Và đây các bạn ơi, mình đã rửa sạch và mình cho vào đây. Các bạn hãy thái khúc nó ra cho mình. Nếu như mà các bạn cho vào đông người dùng á, đông người sử dụng á, thì các bạn hãy cho vào cả cây vào cái nồi, xong các bạn đun sôi nước cho mình nhá. Xong các bạn thả vào, các bạn đun sôi thêm khoảng độ 2-3 phút nữa thì các bạn không phải thái, nhưng mà đây là mình sử dụng ít thôi, mình chỉ lấy một cốc nước thôi, thì là mình sẽ thái ra và mình cho vào cái cốc nhựa này của mình này. Các bạn hãy cho cả gốc cả lá vào cho mình nhé. Thế xong cái nước đun sôi, cực kỳ sôi, cực kỳ nóng nhé các bạn nhé. Các bạn hãy chát vào cho mình này. Đây là mình cho vào cái bình uống nước của trẻ em. Thế xong các bạn hãy đậy lát nó vào khoảng độ 3 đến 5 phút cho mình. Từ 3 đến 5 phút cho mình để cho nó ngấm, nó phai cái rau ra nhé các bạn. Đấy, để phai cái rau ra để nó ra cái nước ấy, xong mình chắt nước mình uống nhé các bạn nhé.
Và trong khi chờ đợi nó ngấm phai cái nước ra thì mình đã chia sẻ với các bạn cái cây tía tô. Đây là cây tía tô tam thể của mình nhé. Mình trồng có mấy cây ở trong một cái chậu, cái hộp nhựa này cho các bạn ạ. Không cần nhiều đâu. Đấy. Nếu như bạn nào mà cộng thêm cả sốt, vừa ho vừa sốt ấy, thì các bạn hãy hái thêm khoảng độ 2 đến 3 búp, 3 cái búp lá cái cây tía tô này cho mình nhé. Xong các bạn cho lẫn vào với cây mùi tàu. Thì để các bạn để làm giảm, vừa giảm ho vừa hạ sốt luôn nhé các bạn. Nếu mà bạn nào mà chỉ có ho không đấy, thì các bạn không cần cây tía tô. Còn nếu bạn nào mà cả sốt nữa thì các bạn hãy lấy cả cây tía tô cho mình nhé. Cây tía tô các bạn cũng vò rửa sạch, các bạn vò nát, vò nhập dập cái lá ra, xong các bạn cho lẫn vào cái cây mùi tàu ấy, thì là các bạn sử dụng nhé các bạn. Và các bạn ơi, thời gian từ khi mình ủ đến giờ đã được tầm khoảng 5 phút rồi. Thế thì mình bây giờ mình mới mở cái lắp này ra. Đấy, và mình sẽ dùng cái ly khác để mình chắt cái nước này ra. Đấy. Cái nước của nó thì nó có màu xanh nhạt nha các bạn. Đây, màu xanh nhạt. Đây, mình để hẳn ra cái bàn cho các bạn xem. Màu hơi lơ lơ xanh. Mà ngửi thì mùi rất là thơm. Nhưng mà khi uống thì rất là dễ uống. Mình đã uống thử rồi nên mình rất là hiểu rõ về nó các bạn ạ. Đấy, nếu như bạn nào chỉ bị ho và có đờm, khó thở thì các bạn hãy uống nguyên cái cây lá mùi tàu này cho mình nha. Còn nếu bạn nào mà cộng thêm cả sốt nữa thì các bạn hãy cho thêm mấy cái lá tía tô vào cho mình nhé. Rất là dễ uống các bạn ạ. Và bài thuốc này thì thật sự hiệu quả, cực kỳ hữu ích luôn. Mong các bạn hãy, nếu như bạn nào mà chưa bị, chưa biết đến bài thuốc này thì mong các bạn hãy áp dụng. Và các bạn nào mà thấy mọi người thân xung quanh mình hoặc là một ai đó mà đang bị triệu chứng ho, khó thở, có đờm, khó thở trong khi Covid và sau Covid, hậu Covid ấy, thì các bạn hãy chia sẻ với người ta dùng cái bài thuốc này nhé các bạn. Và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách làm thuốc từ cây lá mùi tàu để chữa ho và khó thở, có đờm trong khi Covid và hậu Covid. Ở gần nhà mình này có người nha, khi bị Covid thì chỉ có rát họng thôi các bạn ạ. Thế nhưng mà sau 10 ngày sau khỏi Covid rồi thì ho. Bạn ấy ho cứ đến 9 giờ đêm là bạn ấy ho. Ho cho đến 2-3 giờ sáng các bạn ho. Ho xong các bạn không thở nổi, bạn phải ngồi dậy để các bạn ấy thở. Đấy, bạn ấy thở xong đến lúc mà uống đủ các loại thuốc không khỏi. Thế xong đến khi biết được cái bài thuốc này, bạn ấy uống là bạn khỏi luôn. Thế và cực kỳ hiệu nghiệm, cực kỳ hiệu quả các bạn ạ. Và trên đây mình đã chia sẻ video cặn kẽ cho các bạn thấy về bài thuốc này. Và mong các bạn hãy áp dụng và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Và mình cũng xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, cùng nhau vượt qua cái nạn dịch Covid này các bạn ạ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.